Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách làm ra một cái video background như hình. Thì để làm được điều này mình cần sẽ tạo hai cái composition. Một cái đầu tiên mình đặt tên là Man, cái thứ hai mình sẽ đặt tên là Radiant. Sau đó thì mình sẽ kéo cái Radiant vào trong cái Man composition này. Rồi tại Radiant composition mình sẽ vẽ một hình cầu bằng Ellipse Tool, tương tắc là Q. Nhớ giữ Shift nha, nhớ giữ Shift. Rồi mình sẽ add fill effect vào trong cái hình cầu này. Rồi tiếp theo mình sẽ add thêm một cái là drop shadow vào trong cái hình cầu này. Rồi mình sẽ điều chỉnh thông số distance của nó để cái bóng di chuyển ra ngoài cho mình dễ nhìn. Rồi với cái fill color thì mình sẽ chọn những màu sắc nào sặc sỡ, sáng. Mình cũng sẽ điều chỉnh luôn màu sắc của shadow color ha. Rồi tại Radiant Composition này mình sẽ bấm Ctrl Y dài để tạo ra một cái solid background. Mình đặt tên là BG, mình cho nó phía xuống phía dưới cùng để nhìn dễ nhìn nha. Rồi bấm chọn Shape Layer 1, bấm Ctrl D, chọn Shape Layer, bấm Ctrl D để tạo ra một bản copy của nó. Kéo bản copy này ra vị trí khác. Điều chỉnh màu sắc của Fill Color cũng như điều chỉnh màu sắc của Shadow Color. Rồi mình cứ làm như vậy cho xuất hiện khoảng 4-5 cái Shape Layer trong cái Radiant này. Thì về màu sắc cũng như vị trí và kích thước của từng shape layer thì anh em có thể tùy chọn để bất kỳ chỗ nào cũng được. Nhưng với mình thì mình sẽ chọn những cái màu sắc nào sáng, dễ nhìn và nó bắt mắt. Tránh những cái màu quá tối quá trầm ha. Rồi cứ điều chỉnh theo ý của anh em thì ở đây mình đang điều chỉnh nha. Tiếp tục copy, paste và điều chỉnh thông số cũng như là những cái gọi là kích thước, vị trí. Rồi mình sẽ Ctrl X cái BG này. Rồi qua Main Comp mình Ctrl V để bắt nó và kéo nó xuống dưới cùng đặt nhé. Rồi mình chọn vào Radiant Composition. Mình add Turbulent Display. Amount mình sẽ chỉnh ở 25. Rồi cái Complexity mình sẽ chỉnh ở mức 2.0. Complexity này càng nhiều thì cái hình mình nó sẽ càng ngắn nó ha. Rồi add thêm cái Direction Blur vào cái Radiant Composition này. Rồi Blur Blend mình sẽ chỉnh ở mức là 600. Rồi add thêm một cái Twirl Effect vào. Twirl Effect. Twirl này thì Angle mình sẽ chỉnh ở mức là 250 tới khoảng 300. Mình sẽ để là 250 trong cái effect này ha, trong video này. Twirl Radius thì mình sẽ kéo lên 100 luôn nha. Rồi Gaussian Blur Legacy add vào luôn. Rồi Blur này thì mình sẽ chỉnh ở mức 30. Blur Dimension thì mình sẽ để Horizon và Vertical ha. Rồi lock cái viewer này lại, tạo cái new viewer. Mình chọn Radiant Composition. Rồi ở đây thì mình sẽ quét chọn toàn bộ các cái shape layer ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ Ctrl D, copy nó ra, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste và điều chỉnh vị trí theo ý muốn của mình. Rồi xong, bây giờ Ctrl A chọn toàn bộ. Rồi mình sẽ recombo nó lại, đặt tên là shape. Rồi bấm chữ B để hiện cái position ra. Rồi mình sẽ tạo keyframe mà mình kéo tới giây thứ 10. Rồi tại đây thì mình sẽ kéo cái khung hình này đi, kéo khung cho nó di chuyển vị trí của nó ha. Rồi mình sẽ add CC Rep Title, CC Rep Title vào. Rồi expand right mình sẽ kéo cao lên một con số tùy thích của anh em. Còn cái tilting mình sẽ chọn unfold. Rồi bây giờ anh em xem nè, đó nó sẽ đang di chuyển nha, nó đang di chuyển nè. Rồi bây giờ qua composition, main composition nha. Đó, nó cũng đang di chuyển, nó di chuyển dựa trên cái radian ha. Rồi bây giờ đóng cái shape composition viewer lại. Rồi mình sẽ chuyển qua cái main comp. Mình sẽ điều chỉnh một số thông số. Anh em muốn cái độ xoáy, cái độ cong vẹo gì đó mình sẽ chọn cái thôi.
Bây giờ mình add cái hue hoặc saturation vào. Mình điều chỉnh màu sắc dựa trên này, mình sẽ chỉnh chủ yếu là master saturation để tăng độ bắt mắt của hình, cũng như độ sáng của cái màu sắc ở trên video ha. Gaussian blur thì chỉnh độ mờ, rồi tour angle và radius thì nó sẽ là độ xoáy, cái độ góc nghiêng, độ xoáy. Rồi bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh và anh em cứ làm theo những cái hướng dẫn ban nãy, còn thông số thì anh em có thể tùy chỉnh ha. Rồi video tới đây là kết thúc, chúc anh em sẽ làm thành công và có một video như ý muốn của mình. Rồi tạm biệt anh em và hẹn vào những video tiếp theo nhé.